Rồi, xin giới thiệu với các bạn, hôm nay mình giới thiệu tiếp một cái phần bí quyết của làm giàu và cái nghệ thuật quản trị tài chính. Thì cái đề tài hôm nay giới thiệu với các bạn đó là trúng số để làm gì, là tại sao tôi làm cái đề tài này. Tại vì cái đề tài này hôm nay là cái Việt Lot hiện nay đã lên tới 126 tỷ, mới kết thúc chiều hôm qua vẫn chưa có người trúng. Và hôm nay với ngày mai thì cái phong trào mà mua vé Vietlott là rất nhiều người quan tâm và truyền miệng, từ quán cà phê cho đến quán nhậu cho đến bàn tán gẫu, ở đâu cũng bàn với cái Vietlott thì rất là nhiều, và ai cũng tham 126 tỷ. Nhưng mà trước khi mua vé số, tôi xin giới thiệu với các bạn biết cơ bản các vấn đề nội tại trong vấn đề đánh xổ số và tâm lý của con người. Trúng số để làm gì? Thì theo thống kê của các tổ chức kinh tế trên thế giới, thì người ta thống kê nghiên cứu trong hàng trăm năm qua, thì trên thế giới có 80% người trúng số nghèo hơn trước khi trúng số sau 5 năm. Là chỉ có 20% là còn lại là giàu thôi, còn 80 là nghèo hơn. Còn 95% người trúng số là nghèo hơn trước khi trúng số sau 10 năm, cho dù người đó trúng hàng trăm tỷ, thậm chí là ngày mai trúng 126 tỷ. Chỉ 95% người nghèo hơn trước trước khi trúng sau 10 năm. Thì tại sao lại như vậy? Tôi xin giải thích một số cái lý do. Có một lý do rất là nhiều người, rất ít người biết, nhưng mà trong giới kinh tế tài chánh thì người ta phải hiểu rõ. Tức là một cái câu nói rất là triết lý, là giá trị NAV, đó tổng tài sản của người đó, phải tương xứng với tri thức. Tri thức là kiến thức của người đó mang lại. Nếu đột ngột NAV, tổng tài sản của người đó cao hơn tri thức của người đó không chịu học hỏi, không chịu nghiên cứu sơ là làm việc, không chịu mở mang kiến thức, thì một ngày nào đó giá trị tài sản sẽ giảm xuống ngang bằng với kiến thức của người đó. Còn người đó hiện nay kiến thức đang cao, nhưng mà vì lý do bệnh tật nghèo khó hay là xuất thân thấp kém, thì một ngày nào đó tương lai nó sẽ kéo cái NAV, tổng tài sản của người đó lên ngang bằng với nhau. Đó là lý do những người trúng vé số không không bền vững được. Cái quan trọng nhất để những người trúng vé số không giữ được tiền lâu dài là nó xuất phát từ một cái nhu cầu Maslow, mà được các nhà kinh tế Maslow trên thế giới chứng minh cách đây hàng trăm năm. Đây các bạn xem cái nhu cầu, cái hình tháp Maslow. Đó. Đầu tiên là cái nhu cầu cơ bản nhất của con người. Đó là cái tầng phía dưới. Cái màu vàng bên 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 dưới. Cái nhu cầu này nó chỉ là ban đầu, nó chỉ là nhu cầu ăn ở mặc nước uống, các nhu cầu sinh lý bình thường của một con người. Đó là khi người ta nghèo khó và cái mức sống cơ bản, đây là cái nhu cầu bình thường. Khi người ta có tiền, người tăng lên thì đó rồi nó tăng lên cái nhu cầu cái mức 2, đó là cái mức màu đỏ, các bạn thấy không? Trong cái tháp Maslow, cái nhu cầu mắc lên. Thì cái trong xã hội thế giới á, 7,5 tỷ người, thì cái nhu cầu màu vàng này rất là nhiều người. Nhưng mà khi nâng lên trong nhu cầu tháp Maslow này ở màu đỏ, thì nó sẽ bóp nhỏ cái số lượng người lại. Tại vì những người có tiền nhiều thì nó sẽ ít hơn những người là tầm trung ở dưới. Thì khi này nó có trở thành có một cái cảm giác cần phải an tâm, cần phải bảo vệ tính mạng, cái nhu cầu nó cao hơn một tí. Đó. Sức khỏe phải đảm bảo, tài sản được đảm bảo, cái này là cái nhu cầu cao hơn trong tháp nó luôn. Và lên một cái tầng nữa là tầng phía màu xanh phía trên, các bạn thấy đó, là cái tầng này thì nó nhu cầu con người là cao hơn, nó cần gọi là cái tầng giao lưu tình cảm. Ở đây nó thể hiện được mong muốn được trong một nhóm cộng đồng nào đó tôn trọng, mong muốn là có một gia đình yên ấm, có bạn bè thân hữu tin cậy, này cái nhu cầu cao hơn tháp Maslow. Và cái thứ ba nữa là cái thứ tư là trong cái nhu cầu tháp Maslow là cái nhu cầu được tôn trọng, được quý trọng. Ở đây thì nó diễn giải là phải có cảm giác được tôn trọng, kính mến, được tin tưởng lẫn nhau. Rồi bây giờ cái thứ năm, cái cao nhất trong nhu cầu tháp Maslow là tư thế thể hiện bản thân. Cái này là muốn sáng tạo, muốn để thể hiện được bản thân, khả năng chương trình trình diễn của mình có được những cái công nhận, những cái thành đạt, thành quả được xã hội công nhận.
đây là cái nhu cầu cao nhất trong cái nhu cầu năm nhu cầu tháp Maslow, mà cái này cả thế giới người ta hàng trăm năm qua ta rất là chứng minh cái nhu cầu tháp Maslow này đúng đắn. Như vậy thì tại sao người trúng số lại không giữ được tiền lâu dài như xưa? Tại vì khi có tiền nhiều thì các nhu cầu nó tăng lên, và các nhu cầu phía càng cao hơn thì nó sẽ tiêu thụ tiền của các bạn ngày càng nhiều. Và quay lại bên vấn đề trúng số thì các thấy càng nhu cầu cao hơn là cái tiêu thụ nó càng càng nhiều, và dẫn đến là nhớ có bản chất con người nó nảy ra những cái thói tật xấu, ăn chơi tiêu xài xì ke ma túy, tất cả những cái bản chất đó sẽ phát sinh khi người ta có tiền trong túi. Và người ta cũng chứng minh được lì thì chỉ có 5% trong số người đó quản trị được tài chính, quản trị được tài chính sau 10 năm khi sau khi trúng số. Đó, là phải có ý chí, bản lĩnh, phải có quản trị tài chính cá nhân một cách rất là khuôn khổ, rất là ý chí, rất là kiên cường mới làm được chống lại tất cả những cái cám dỗ bên ngoài của cái nhu cầu tháp Maslow này, để mới đảm bảo được cái đồng tiền và cái cuộc sống lâu dài. Như vậy thì các bạn hiểu được cái nhu cầu này, thì trước khi muốn trúng số thì phải có một kế hoạch sẵn trong cái tương lai của mình ấy về chơi với số. Còn không thì tiền vào nhiều để nó mang lại những cái phiền não cho các bạn không, chứ tương lai thì cũng chẳng có tốt đẹp gì nếu mà mình không có định hướng rõ ràng. Để đó là cái lý do mà tôi nói cái đề tài để trúng số đây là gì. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi.